đèo Cù Mông theo hướng về nam, một miền trời nước biển xanh mênh mang, gặp vùng lúa xanh tươi tuy hòa, quê em đây có núi nhà sông Đà. Màu xanh Phú Yên, màu xanh của lúa, màu xanh của biển, màu xanh núi rừng, dừa xanh mía xanh. Chân đi đến trường vui, ngày ngày cùng gắng học chăm ai ơi, bài học mới cho em nên người, mai sau ta góp xứng dựng xây đời. Màu xanh Phú Yên, màu xanh của lúa, màu xanh của biển, màu xanh núi rừng, dừa xanh mía xanh. Nặng nợ ơn thầy vài áo bà, khiến con chợt nhớ về thầy, về câu chuyện năm xưa, chuyện một con đò dãi nắng dầm mưa. Chuyện một con đò dãi nắng dầm mưa, lặng lẽ chứa từng dòng xuôi cách sang sông, tiếp hành trình phía trước. Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò? Đò ơi, đò ơi, tháng năm lặng trôi, đò chờ phù sa phun. Kính lời Đức Thế Tôn, đoàn đại diện cho Ban Ban Biên giới Trung ương, chúng con đã có mặt tại chùa Bình Quang, tỉnh Phú Yên. Ở Nam Diên Phù Đề Việt Nam Quốc, Phú Yên tỉnh Bình Quang đi từ trụ sư Tư Mầu Tức Niên, ngụ mạc nghị lập nhất nhật chi thời chư ni chúng đằng nhất tâm vùng tỉnh chúng đức trang nghiêm phi số lượng, quang minh biến chiếu hóa thập phương tam thế Như Lai vô dự đằng.
hàng tỷ chúng sanh đại từ hàng nhất tâm kinh lệ tận hư không biến pháp nhất tâm kinh lệ quá hiền vì lai vô lượng đạt mã gia tài chúng ta
Kết lệ giao thông được phân ban đi về tỉnh Phú Yên. Kính thưa toàn thể quý hành giả an cư ở tại tỉnh Phú Yên, con xin thừa lệnh phong ban đi giới trung ương đọc thư gửi thăm đi giới hạ trường các tỉnh thành. Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban tăng sự trung ương, phân ban đi giới trung ương tổ đình Từ Liêm 415-417 Bà Hà, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Ái Kiều Đàm Di Tạc Đài Chứng Minh. Kính gửi chư tôn đức ni phân ban ni giới thuộc ban tăng sự các tỉnh thành, ban chức sự và tất cả hành giả an cư tại các hạ trường. Tôi rất vui mừng và quý là quý vị đã thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của chư tôn giáo phẩm trung ương giáo hội và quy luật thiền môn. Một lần nữa tôi xin thành tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Tổ Kiều Đàm Di, từ bi gia hộ mọi Phật sự của toàn thể đi giới ngày được thành tựu tốt đẹp. Quyền trưởng phân ban đi giới trung ương, sư trưởng Thích Nữ Tình Nguyện. Trên chư tôn đức ni phong ban ni giới trung ương, nguyện bái bạch chư tôn đức ni phong ban ni giới tỉnh Phú Yên, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hiện tại tỉnh Phú Yên của chúng con là gồm có 110 vị tỳ kheo, 15 vị thức so và 10 vị sa di ni. Cơ sở tự viện ở tỉnh Phú Yên chúng con là gồm có 71 cơ sở tự viện do chư tăng chịu trách nhiệm quản lý. Đa phần ở Phú Yên chúng con thì mỗi chùa có rất ít đệ tử, họ là nhất tăng nhất tự, do vậy mà việc mở trường hạ tập trung rất khó. Vì quý sư cô trụ trì phải chịu trách nhiệm đối nội với ngoại cho các công tác Phật sự tại trú xứ, tại cơ sở thờ tự, cho nên khó tập trung để an cư. Hàng năm thì chư ni chúng con về Bố Tát Kiết Giới tại tỉnh hội mỗi tháng 2 kỳ và ngày rằm và ngày 30 hoặc 29 mỗi tháng. Năm nay thì ở tỉnh Phú Yên chúng con theo sự chỉ đạo thì chúng con được an cư theo từng đơn vị huyện, là mỗi huyện được có một cái trường hạ riêng của chư tăng và an cư tại trú xứ của huyện. Ni giới Phú Yên chúng con có tỷ lệ ni trẻ 9%. Tuy giới trẻ có nhiều ưu điểm để phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho đạo pháp, nhưng chúng con cũng còn non trẻ nên không sao tránh khỏi những mặt còn hạn chế. Kính mong trên phân ban ni giới khu trung ương quan tâm hỗ trợ giúp đỡ để cho chúng con được có thêm cái sức mạnh và có thêm được cái nghị lực để chúng con thành tựu được cái công tác tu học của mình. Tôi kính chúc quý ngài Pháp Thể Thiên An đạo viên thành. Nam mô Hôn Hỷ Tạ Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước hết là con xin thành tâm đặc lễ quý vị trưởng trong phân ban ni giới trung ương đã rất thương miền Trung chúng con, một cái mặt đất mà nghèo khổ, thiên tai bạo lụt thường xuyên. Và quý ngài với tâm đại bi không bao giờ bỏ miền Trung. Giờ này quý ngài có mặt ở đây và đã chia sẻ với đại chúng trong trường hạ tại Phú Yên, chúng con không biết nói gì hơn, xin thành tâm đặt lên quý ngài. Và kính thưa quý đại chúng, con xin phép có một lần con ở bên Thái Lan thì con thăm sư ông nhân hạnh xong xong rồi thì mẹ em đưa con đi siêu thị mua đồ. Thì ở Thái Lan là có nhiều đồ để mua, từ vì rất là nhiều đồ đẹp đồ ngon đồ. Thì ngồi đóng một cái thùng hàng này về Việt Nam, con gọi từng chị từng chị từng chị, gọi xong rồi con nghĩ ra mình chỉ đi một ngày đường thôi mà mình chuẩn bị hành lý rất là kỹ như thế này.
không biết mình đã chuẩn bị hành trang cho chuyến đi dài ngày không trở lại chưa? Con hỏi con như vậy. Và sau đó con vô con viết cái bài chuẩn bị hành trang. Từ vì bản thân con cũng sắp các hộ khẩu rồi. Ba cao một thấp còn chi? Cao bờ, cao bão, cao đường và thấp khớp. Bây giờ mới thấy là suy rõ ràng. Hèn chi cử bị xâm xoàng, nhạc ăn biển ngủ không còn như xưa. Bài mươi có chết cũng vừa, bây giờ bài tám. Rộng lâu thì cũng thấy thừa ít chi. Ta nên cần phải nhớ ghi, giữ gìn chánh niệm phòng khi vô thường. Chuẩn bị hành trang lên đường, đừng nên lưu luyến tầm thường về nhà. Giữ tâm cho thật bình an, phòng hộ ba nghiệp vẹn toàn mà đi. Đoạn trừ tham ái sân si, bỏ buông sở hữu xả ly căng trần. Bao nhiêu nghiệp chướng phăng dần, trở về bản thể an lành thảnh thơi. Và kính thưa đại chúng, ở Huế có một cái đã vừa rồi là có một cái thầy đó mới 42 tuổi thôi đi chấp tác ở chùa Tổ về, rồi rủ thêm ba thầy về chùa mình để uống trà. Trên đường về thì hai thầy kia ghé, ba thầy kia ghé thăm một chùa khác rồi sẽ tới đây uống trà. Nhưng mà về nhà thì thầy đi vô nằm cả một chết luôn. Thì hai ba thầy kia về nói chủ trì mời chúng ta về uống trà, mà tại sao chưa đi đâu, vô trong phòng thầy nằm chết. Cho nên vô thường. Và chính vô thường cho nên chúng ta làm gì? Chúng ta phải lo tu. Và con cũng viết rất nhiều bài thơ về cảm giác cho con. Và trong đó có một bài là một giây phút đều có thể là giây phút cuối cùng. Nên nguyện sống không buông lung, không lo âu tính toán, trải lòng thương vô hạn đến tất cả mọi người. Sống vững chãi thành thơi, không có gì vướng bận. Nhưng tham sân hờn giận cần phải được xả buông. Hãy mở rộng lòng thương đến mọi người mọi vật, quán tưởng về Đức Phật soi chiếu nội tâm mình, chuyển hóa được vô minh, sống an bình thanh thản, không hoảng hồn lo sợ khi thần tượng đến gần, chánh niệm được phân minh, thẳng tiến trên lộ trình trở về chỗ bản sở. Và rồi có lần con ngồi trong thất con quán chiếu thì con thấy để mình nhiều chuyện quá, mình ngó thì mới nhập thất như đi thôi, nhưng mà mới cái thân mình nhập thôi nhưng cái tâm nó đầy luôn. Cho nên con nhớ đến cái câu chuyện mà Tăng Hộ cháu á, thì ngày xưa ngài Tăng Hộ là một cái vị mà đã tu và chứng quả á la hán. Thì người em gái của ngài sinh ra một đứa con thì cũng đặt tên trên là Tăng Hộ cháu. Thì Tăng Hộ cháu á cũng rất là ngoan và được nhận lên chùa tu với cậu 10 tuổi. Thì ngày đó Tăng Hộ cháu đi khất thực, được người ta thương thấy chủ bé khảo kinh, chủ tiệm khảo kinh, người ta cũng một sắp vải rất là đẹp để về may y. Thì Tăng Hộ cháu mừng lắm, nhưng mà nói mình nhỏ, mình chưa có xứng với cái y này, thôi đem về tặng cho sư cậu. Thì khi đem sắp y về tặng cho sư cậu lắc đầu, sư cậu nhận, nói không, ta đủ đi rồi. Nắng đi kỳ mối mấy sư Tăng Hộ, ngài Tăng Hộ cũng không nhận, cho nên sư chủ buồn quá. Mình được một ông cầu, mình tưởng đâu thì già ngài, rồi mình cũng sắp vải lên bằng tà tập lông của mình, rửa mắt ngài cũng nhận, buồn quá, thôi tu chi nữa, về quạch cho rồi. À, mà chưa về làm chứ hả? Sống cách xa đấy. Ô, mình có sắp vải, mình có sắp vải, mình bán rồi, mình mua vài con dê mình nuôi. Và dê nó sinh sản máu lắm. Và mấy tháng sau nó đẻ ra cho mình một bầy dê. Và một bầy dê đẻ ra một bầy dê nữa. Rồi nhiều tiền quá, bây giờ làm chi? Làm một căn nhà và cưới một cô vợ. Và cưới một vợ xong đẻ ra một đứa con cũng rất là khảo khích dễ thương. Và bây giờ nghĩ đến ông cầu, thôi tội nghiệp, mong đứa con lên thăm cầu chung. Và mong đứa con lên thăm cầu, giữa đường hai vợ chồng dành nhau mong đứa bé. Mong qua mong về đứa bé rất một cái chân. Thì Tăng Hộ cháu khó cho một vợ một cái, đồ đàn bà bồng được con mà để cho nó rớt, đánh một cái cốc trên đầu. Thì ngài Tăng Hộ nói, ồ, ngươi đánh không trúng mù đàn bà hư đó, mà trúng nhầm cái đầu trọc ta đây này. Đang từ vì Tăng Hộ cháu đang đứng hơn sức cầu, cầm cái
một cái ý nghĩ miên man chạy dài từ khi cậu không nhận đi, rồi về bán vải mua nghe nuôi, rồi tiếp tục là sinh dê ra, rồi cậu nhà tàu cược, rồi cười vờ đẻ con, còn mấy giây không. Cho nên ngài Tăng Hộ thấy được cái tâm sự của Tăng Hộ chào mọi người, đặng con trúng cái mùa tháng ba này mà trúng nhầm cái đầu khóc ta nên này muốn cho Tăng Hộ chào kiếp. Để ra mình nghĩ chi trong bụng cậu mình biết hết. Thành ra mình thấy tâm của mình nó chạy ghê lắm. Con nhập tất với ngài mà con thấy con chạy, để nói con biết chạy bài thơ mà tập chết á. Thì con nhớ có bụng câu này, trở về tập chết thử xem sao. Nào ngờ sóng biển vẫn láo sao, tưởng đâu đã chết mà chưa chết, rõ ràng mở mắt ngờ trên băng. Mình chết chưa, mới chết. Từ vì cái tâm của mình nó chạy lúc tung đó, tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời. Dạ, và ngồi đây nhiều khi mình nghĩ vào thành phố Hồ Chí Minh, ngồi đây nghĩ ra Huế, ngồi đây nghĩ ra Ba. Cho nên mình trở về mình tu để làm gì, mình dừng lại. Mà trong thiền quả gọi là thiền chỉ, mình biết dừng lại thôi. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư thấy một cô gái đang ngồi thêm, ngài viết ra mấy câu thơ: bao nỗi thương em thương biệt mấy, là khi không nói bóng dừng khi. Không phải thương cái con người bằng da bằng thịt của cô gái, nhưng mà thương là cô ta biết dừng. Cô đang làm như vậy cô ta biết dừng. Cho nên bao nỗi thương em thương biệt mấy, là khi không nói bóng dừng khi. Mình biết dừng lại, dù con đang việc làm chi bao nhiêu, nhưng mà mình biết dừng lại. Đức Phật dạy, dù làm bao nhiêu việc lợi ích kẻ khác, nhưng cũng đừng quên giải thoát là mục đích cuối cùng. Vì mục đích của mình đi tu là chỉ là để giải thoát khỏi khổ đau và ngồi sẵn tụng, chứ không phải để xây chùa to Phật lớn, có uy tín, có chức trọng tiền căn. Con cũng đã viết một bài thơ là đời người quả thật là nhanh, tuy nói trăm tuổi dự phần mấy ai, làm sao biết được ngày mai, từ thần đến viện nằm ngoài ý ta. Ác sinh vào cõi ta bà, phải chịu quy luật bình già tự sinh. Đàm mang sáng cả tự hình, tòa kéo sợ muộn tùy mình gây nhân. Chúng ta sinh ra đều có hóa cả tự hình cả, vì ai cũng phải chết. Nếu ta ăn ở hiền lành, cúng dường bố thí vượt dần về ta. Ngày về người hỏi bao xa, tùy theo nghiệp lực chúng ta gieo trồng. Cần nhất nhất là ở tấm lòng, chánh niệm như vững thoát vòng tự sinh. Và kính thưa quý vị, có một đoàn Phật tử của Bình Phước đi cùng 37 vị, hình như cả 30 vị phải chứ. À, dạ. Và quý vị này là những cái hộ pháp đắc lực cho ni giới Trung ương, cho ni giới Bình Phước để chuyển đi này được thành tựu. Cho nên con xin đọc một bài thơ nam giới, vì tất cả đây đã họ nam giới rồi, để tặng cho họ được không ạ? Dạ. Học giáo lý Phật Đà, nam giới căn bản dạy ta thực hành. Một là những giới sạc sanh từ trên cha mẹ sư tăng thánh hiền, đã không diệt hại bậc trên, các loài nhỏ nhiệm phải nên giữ nhìn. Từ mình không diệt đã đành, còn khuyên người khác phóng sanh tu trì. Thực hành hạnh nguyện từ bi, không diệt không hại nhờ ghi mãi hoài. Tiếp theo là giới thứ hai, không được trộm cướp của ai về mình. Nhỏ như ngọn cỏ cây kim, lớn như vàng bạc từ mình không tham. Phải biết hạn chế lòng tham, phát tâm bố thí ủy an mọi người. Từ trải khắp muôn nơi, thương người nghèo khổ sống đời hạn cơ. Trộm cắp việc xấu nên chừa, cùng dường bổ thí vượt nhờ tương lai. Tà nhâm là giờ thứ ba, ngó nhìn bất chính gian tà lặng lơ. Tà gia tà hành nên chừa, vợ chồng chính thức sớm trưa vui hòa. Không nên tưởng nguyện nhờ hoa, giữ gìn tiền hành nhà nhà an vui. Thứ tư, nói dối bạn ơi, nói sai sự thật mọi người cười chê. Dối gian xấu ác nhiều bề, thầy không nói có ngồi lê la cả. Nói lời theo dệt băng hoa, người nghe nhục chỉ tan nhà hại thân. Nói lời hai lưỡi phân trăng, làm cho bè bạc hết gần gũi nhau.
cha con chồng vợ lìa xa cũng vì lời nói ba hoa hai chiều, nói lời nọc ác hoa liêu, ngôn từ thô bỉ gây nhiều khổ đau, người nghe thêm khổ thêm sầu cũng vì lời nói hận nhau suốt đời. Không nên nói dối bạn ơi, nói lời ái ngữ cho người dễ nghe. Người xưa đã khéo lắm về, mùa nằm trong miệng sợ e hại mình. Ta nên giữ việc như bình, lắng nghe thật kỹ, tập nhìn thật sâu. Thứ năm, giới rượu rột sau, say sưa nghiền ngập khổ đau vô cùng. Rượu vào nói phố lung tung, chẳng kiếm chẳng nề như khùng như điên. Nói cười đi đứng ngừa nghiên, có khi chửi rủa liên miên suốt ngày. Không nên uống rượu xưa say, nghiền ngập ma túy, đắm say phim tình. Sách vở, tiểu thuyết, băng hình phải nên chọn lọc khi nhìn, khi xem. Nam giới thắp sáng ngọn đèn, giúp ta thấy rõ trạng đen cuộc đời. Nam giới nhân cách làm người, nền tảng xã hội xây đời an vui. Giữ gìn nam giới bạn ơi, cho ta cuộc sống thành thơi an nhàn. Con đường thẳng thiện rõ ràng, xây dựng xã hội bền toàn phật nhân. Lời bàn Phật dạy đặt rằng, kính mong đại chúng thực hành sở cung. Và ta nắm giới, nhưng mà cái giờ sau là giờ uống rượu, thì con xin kể một cái chuyện uống rượu nữa. Dạ được không ạ? Các con giờ, thì mời ba giờ tại mười. Dạ ở ngoài con, ở ngoài làng con là có một cái ông đó uống rượu. Sau rồi mà ông cũng chết vì rượu, từ vì cái ngày tháng 11 trời mưa mà uống rượu say quá té xuống dưới cái ao, ao nước chết. Thì mưa đó cùng tháng 11 ông đi đâu về không biết, uống rượu say rồi đang đi trên cái đường làng rất là lớn đi. Thì ông vừa đi thì ông lộn xuống dưới ruộng, ruộng người ta mới cày lúa mới bén rễ thôi, mà ông đi xuống thì ông này lúa hư mà hết, rồi ông leo lên trường làng là lên tất cả lên rồi là ông leo lên trên đường ông đi, ông đi một rồi rồi mà ông té xuống, ông nằm ông nôn mửa, ông mửa thì mấy con chó nó sợ nghe cái mùi hôi mùi tanh ra ăn thì chắc ông mửa nôn ra, ăn xong nó liệm miệng lắm, ông là bé lên chết, ta bắn tước nó lấy cái đốt đốt lên cái lưỡi con chó mềm mềm mà ông nói bắn tước mà thiệt ra không phải bằng được mà cái lưỡi không chọn. Cho nên quý vị thấy rượu là độc hại, và quý đạo hữu có con có cháu có chồng nên khuyên can không nên uống rượu, vì uống rượu làm tai nạn giao thông này và làm mất trí nhớ này, gây ra nhiều chuyện phiền hà lắm. Người ta nói mua vui kiếm chục len thêm mà ai hay cỡ sự trong tre được đâu. Thì con xin từ vì thì giờ cùng gần hết thì con xin đọc thêm một bài thơ nữa thôi. Dạ chăm bỏ vườn tâm, một đời người thật quá nhanh mà sao vẫn cứ tranh giành hơn thua. Mình tưởng mình sống dài lắm cho nên một tấc đất cùng nhau nhau đến ra toàn, mãi mê vào cuộc gắn đua mong cầu chưa đạt già nua đến rồi. Bình tập tai nạn tới nơi rồi đến cái chết, ôi thôi còn gì, thế mà vẫn cứ tham si ghét ghen hờn giận mà nghi đúng điều. Của tiền tích chứa cho nhiều vun thêm vất khổ sớm chiều lo âu, miệng sao mình được sang giàu, ai nghèo ai cực ai đau mặc tình. Cùng vì phiền nào vô minh nên cứ chìm đắm vòng tình thế gian, hãy mau hạn chế lòng tham, đoạn trừ sân hận, mở đàn từ bi, phá tan màn lưới màn nghi, bố thí trì giới còn chi quý bằng. Sớm chiều chắp bỏ vườn tâm để cho thiện trùng ươm mầm tốt tươi, mai kia già biệt cõi đời không còn vương bằng thành thơi cõi lòng. Dạ con xin ba con an cư đẹp ngồi yên ngoài, lời tư tốn đi tắm đủ rồi cho mỗi chư ni nâng cao giá trị tâm hồn.
nay chùa lớn đệ tử đông, làm nhà sư chính quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sẽ mất còn đâu, như cánh chim vui trời. Này lời hứa, này tình yêu thắm bằng tử vi, cũng sẽ còn đâu, sẽ mất ngày mai, như nước trôi qua cầu. Sống trên đời này đi tu là hạnh phúc, xin nhắc sư đừng đòi trắng tay đen, đừng đi nhà đừng đi chùa bỏ lệ án cư. Người ơi nên nhớ đức Phật là ta tôi đời chẳng qua, người nhớ cho xin người nhờ cho, ta là đức Phật xin người nhớ cho. Chào tất cả quý vị, kính bạch chư tôn đức và cổ đức nói chung, từ những người mà gọi là thao trần lãng tuyệt, họ cũng nhận thấy được những cái nhân tố này. Cho nên cũng có người cảm thán, có người cũng ước tư, nhất là những cụ nhà nho. Nhìn tới đàn trẻ hôm nay, cảm thấy là mình bị say đức quá. Các quý ngài để lại cho ta bằng thơ như thế này nè: văn minh sửa mặt sửa mày, lời ăn tiếng nói thật là quá hay, sinh là đầu trẻ tuổi xanh, nhớ nha, chẳng biết thiếu kính thì học hành làm chi. Ông cha nó lại thinh ghi, người xưa hụ bài u mê hơn mình. Ông cha thợ trước dạy quê, mà ngay mà thật không thì đời này. Thật sự mà nói như vậy, cuộc đời này nó đang hoang trần hạ quá. Mọi chúng ta đang có mặt, và trong số chị em ngồi đây, ai cũng đều phải trải qua một giai đoạn đến trường cao trung học tập, ít nhất cũng đang học hết phần cao trung. Bởi vì theo chương trình của giáo hội hiện nay, học hết cái phần cao trung thì chúng ta mới đủ chức năng đại bộ nhiệm vụ. Như thế là 3 năm trung cấp, 3 năm, 6, 7 năm mới được ra trường. Thế thì cố gắng hơn nữa, ai mà cố gắng hơn nữa thì được cao hơn. Nhưng mà thưa các chị em, dù có cỡ nào cũng chăng nữa, như chị Nguyễn Minh chúng tôi đã nói, mà chúng ta có một số phận. Tất cả chị em đang nằm ở tỉnh Phú Yên này, phải chăng chị em cũng có quay về với một hào hùng của lịch sử đấy chứ. Chúng tôi là thấy ở nhân tâm đất nước ngày xưa toàn là những bậc cao tăng lỗi lạc, và bây giờ thì chúng tôi cũng được lắng nghe những tâm sự đường dài, tuy rằng là không phải thông đạt lắm, nhưng mà chắc chắn ở đây phân ban biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Chúng con hôm nay phân ban biên giới trung ương đang có mặt, chúng con cũng cảm nhận số phận bọt bèo. Và không gì hơn lời nói này hay theo gió để góp lời kinh mong cho tôn đức ban sự Phật giáo tỉnh. Lòng từ tâm của quý ngài sẽ là giúp chúng nhằm nhận những cái gì đổ vỡ trong quá khứ, để hiện tại được đầy đủ chí năng và một chúng ta trong ý niệm không có gì để gọi là người Phật sự. Công tác của chư ni cũng như chư tăng, một chúng ta chỉ là dường mười phương chư Phật. Chúng ta không đứng trên một danh nghĩa, không đứng trên một hoàn tất nào cả. Thế thì hôm nay kính bạch chư tôn đức, sự niềm nở hân hoan, hài hòa và gắn kết trong thân tình đó sẽ là những bước tràn đầy cho chư ni chúng con dùng thêm. Bây giờ lọ khóc lọ cười, ai cứu cái số phận mình đấy. Phải chăng tôi ngồi tôi nghe đất phú đang vang trong lòng và chảy từng giọt máu dỉ trong bàn tay của quý vị đang đi. Cái nghèo của quý hương đã đậm đà rồi, mà bây giờ còn dọc thêm ba cái cảnh nghịch lòng đấy nữa thì làm sao đây? Nên hỏi Phật để Phật sẽ dẫn bài cho chúng ta nghị lực như thế nào. Chắc có lẽ chúng ta cũng đang vương mang những gì đó.
thì chị em sám hối nhé. Về nhà mỗi người tụng kinh Pháp Hoa sám hối để cầu nguyện cho sự thanh bình nó trở lại. Vì đạo Phật là đạo hòa bình, đạo Phật đi đâu mang một niềm tin vững tín là đủ phước điền cho hàng hậu học và thế nhân. Chúng ta không có lý do nào khác. Chúng ta chỉ biết làm công việc tụng kinh, giảng luận giảng nghĩa, bên cạnh đó tác phước điền công đức để thầy trò cùng làm, cùng chia sẻ khổ đau. Ở một tỉnh có lắm chuyện chúng ta hàng năm không tránh khỏi, cũng chuyện này cũng chuyện kia. Thế thì tại sao chúng ta không nhìn thấy cái đau thương đó? Giáo hội thấy rất rõ và phân ban thế giới thì càng rõ nét hơn. Bởi vì người ta thường nghĩ rằng người con gái trong nhà là những người dễ cảm, giọt nước mắt của người con gái cũng dễ rơi hơn. Vì vậy cho nên những cái món quà động tình ruột thịt đó sẽ đến cho đồng bào một cách rất dễ dàng. Với chúng tôi, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, chỉ cần sự chia sẻ sẽ chia nào đó con gái, chúng tôi chưa có thể cầm được cần câu. Cho nên cầm được cần câu hay không là do các cái địa điểm phương này cầu mong cái niềm tin nào đó, mãnh lực nào đó trên đất phú này được vững viên để của đồng bào mình, Phật tử mình được an nhàn. Từ cái nhà đó họ mới cho ta niềm tin đi tới bạch Đức Thế Tôn: nếu đất là cha niềm tin con tới thì mày ở là trời sẽ cho mây chặt con bay. Bây giờ cả đất, cả trời, cả cha lẫn mẹ không biết ở gì nữa nào. Thế thì con đứng cũng chưa dựng lên chứ đừng nói là ba. Quý vị hiện nay đứng chưa dựng lên chứ đừng nói là ba. Thành ra đây là vấn đề mà tuổi trẻ có ý thức có chiều sâu, có đôi lúc quý vị sẽ gục mặt mà khóc. Đau thương lắm chứ. Dòng lịch sử nó sẽ đi qua trong tái tạo của nó, nó sẽ để lại gì cho chúng ta nhìn vết nhân đó. Nói như vậy để thực chất rằng hôm nay không phải thầy chỉ có ngồi đây đa số là một số thiên ni thôi, còn đa số là những học trò mà thương lắm thằng con ạ, thương dữ lắm, giọt nước mắt trong đầy qua đàn này nó cho chúng tôi chia sẻ từ quá khăn này và thầm cầu nguyện cho thằng con vượt qua. Bởi vì có những cái mà chúng tôi không thể nói được ngoài dòng cuộc sống mà chúng tôi đang muốn tìm đến. Phải chăng chỉ có mong đợi từng phút giây từng giờ chuyển đổi nghiệp lực mà tụi con sẽ cố gắng bằng những lời tin, bằng những nén nhang cầu nguyện cho của ta, bằng những tình bạn sánh vai cùng với các tình bạn hôm nay trở lại đây sau 2 năm không trở lại. Chị Quân Minh ơi, có lẽ 2 năm rồi chị không đến, nhưng tôi đã đến. Tìm cách đây 3 năm cũng đến cái hoàn cảnh này, nhưng mà nó không được hoàn cảnh như hôm nay. Phải nói là hôm nay cũng phải nói là rất là cảm khen. Bởi vì trong cái thời gian hẹn tới 2 giờ, nhìn mà cái gì 1 giờ hơn cái gì đã có mặt, và 1 giờ rưỡi coi như đã hoàn tất. Quá cảm khen. Và cũng thấy là sư dược ông trưởng quân ban của tỉnh năm nay có nhiều rạng rỡ đi lên lắm, nét mặt sư dược vui. Và đồng thời những quanh đất xung quanh cây cối tuy nó có vẻ không tình đấy, nhưng mà nó không phải quân tình, cho nên cho chúng tôi cũng có lời khen. Và nhất là khen sư dược già của chúng tôi tội nghiệp lắm, lâu không đến thì cảm thấy thương chị quá nhiều. Chị là người đã có mặt coi như là ở Bến Tre cũng đi, Đồng Nai vừa rồi cũng đi, và bây giờ Tiền Giang sẽ đi nữa. Và cầu mong cho chị đi hoài một tỉnh một nơi nha. Đó, thương chị lắm. Thương chị mà nhớ từng cái trái măng cục. Hôm nay không mua được trái măng cục cảm nghe lòng xót xa lắm. Bởi vì chị hạ tiền lắm. Hạ tiền không có nghĩa là chị hạ tiền mà tại chị không tiền. Cho nên thương chị đã cứu nghèo quá phải không? Người chưa đi cứu quá nghèo. Bởi vì chưa
đi của thành phố Hồ Chí Minh hoặc một vài nơi khác thì người ta được sự cúng dường nhiều lần. Một mùa hạ này có thể là tăng cao rất nhiều lần trong tháng cúng. Còn ở đây thì hình như là vẫn bóng quá xa vời. Sự tầm lặng mà nó tưởng chừng như là sâu lắm. Thôi thì hôm nay được đại lao chứ công đức phân ban đi giới trung ương để gặp gỡ các quý vị thì chắc là cũng mang tâm tư chuyện lời cũng gì đến đây qua tâm tư đó mà cũng nhắn nhủ thêm đi đi. Thôi cố đi mãi đường dài quá ngắn nha. Cái gì rồi nó cũng vượt qua. Sự hy sinh, nhẫn nại và tinh tấn sẽ cho chúng ta là ác vàng thỏa bạc năm tháng sẽ dần dài. Chỉ thế thôi. Cầu mong cho chúng ta tự nhiên được vui. Nếu bảo rằng 24 giờ qua thì em tôi đang đi giữa đường trần chân chưa hề biết mọi. Có người khách hỏi đi đâu thì chúng tôi sẽ nói rằng thưa đi cái hàng này có thương nhân tình. Nhưng mà chúng tôi nói gì thôi, cái hàng cái gì đấy. Hàng thì chỉ làm những công việc gọi làm thì chắc keo là nó thôi. Thế cho chúng tôi chưa đem những cái mấy hàng vĩ đại để mà hàng như là hàng sắt. Cho nên những cái hàng đó phải là chờ ở tâm linh của mỗi vị hàng chúng tôi nhé. Chúng tôi đang cầu mong từng cái giọt máu đào mỗi nơi đều ấm lại trong lòng người và tình mong chúng ta sẽ chắc chắn. Nếu bảo rằng cuộc đời là một vực thẳm lòng than có đa dạng ước muốn hạnh phúc thì ngăn chặn được tiên tiên thì đôi khi cuộc đời này cũng cho ta những kinh nghiệm. Người ta bảo rằng có gian nan cuộc đời của chúng ta mới được luôn nói nghĩa là gian khổ nuôi ta lớn, thất bại bao lần dạy ta khôn. Chỉ có hai điều kiện đó giúp chúng ta đứng vững trong cuộc đời. Hoặc không gì đắt hơn để thành tựu những ngày sắp tới cho bông sen trong lòng nở rộ. Chúng ta sẽ kiên định tiến đến con đường bát chánh đạo. Đó là tám con đường duy nhất để chúng ta đạt đến cao của niết bàn. Ngày nào đã đầy nữa, chúng tôi sẽ nghe cõi lòng mình sung sướng hơn. Chắc chắn giọt nước mắt nó không trào, nó dần trào ra trào vô hoài. Tại tôi nhìn thấy mấy đứa đọc cái này cậu nghe quá. Tôi không giữ được giọng. Nhưng tôi tập trung tích tôi. Giọt nước mắt con đang chảy đấy. Nhưng mà tôi nó cũng vô luôn ra. Để tôi biến nó thành giọt kim cương đóng chất. Cho bộ đời không phủ lấp lối đi của tụi con. Cầu mong như thế đó, chúc tiên đi được đầy đủ, tinh tiến lên, mạnh dạn lên. Và cầu mong cho sư diệu thông với chức năng của mình, duỗi cánh tay vàng của mình, ăn nói dựng dạng, điều đình có trí tuệ, giữ niềm tin trong bác pháp để chúng ta sẽ góp cùng giáo hội những ông quan nhỏ. Ngày nào giáo hội vững vàng thì khi nay chúng ta cũng cùng với ngài sánh bước trong một điều kiện ở một ngôi nhà hai đứa con cùng quá mặt. Người con trai đi làm bên ngoài để kiếm được lương thực, người con gái ở trong nhà chu tất việc săn sóc và cơm nước. Tuy nhiên hôm nay thưa quý vị, thời của công nghiệp quá hiện đại quá, người đàn bà không còn là vườn dẫn những con đứng sau lưng nữa. Cũng có nghĩa là chúng ta nói người đàn bà hôm nay cũng ở hậu tài, họ cũng đi làm, có khi họ làm còn lương cao hơn có chồng nữa, tất bật họ đi làm. Nhưng mà đi làm về rồi thì tất bật để nó cơm dọn dẹp nhà cửa chu tất việc gia đình của họ. Phải nói người đàn bà hôm nay quá đậm đà thì từ ý nghĩa đó cho nên chúng ta cũng vậy đó. Nhiều việc mình chưa đi phải làm. Cho nên chúng tôi đã lắng nghe rằng bây giờ cái số lượng của thấp cấp thì đương nhiên chúng tôi cũng lắng nghe bởi vì mỗi năm nó có cái thay đổi. Nhưng mà đó là phần bộ. Còn phần chính là chúng tôi muốn nghe sự tiến bộ của nó trong mỗi năm. Ví dụ từ 6 tháng đầu năm tới giờ Jenny mình đây làm được cái gì? Có bao nhiêu công tác giáo dục, bao nhiêu từ thiện hay cái gì đó mà chúng tôi muốn lắng nghe cái đó. Cái gì đã góp nhập cùng với Phật tử địa phương
chia sẻ ở đâu kinh dân, dù là tỉnh mình nghèo nhưng mà chắc chắn cũng không phải là không có đất ở chi tâm, luôn luôn và đều mong mỏi nhất là kính bạch cái tâm đức quý ngài đang ngồi đây nhìn thằng em của mình đứa nào cũng dễ thương lắm, là quý ngài cũng thấy rằng mình sẽ là những chiếc lá vàng không biết dùng lúc nào, mà bây giờ lá xanh của quý ngài đang mòn mỏi quá, nếu quý ngài không tưới nước cho nó thì lá xanh sẽ dùng trước lá vàng. Lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh rụng xuống niềm đau không cùng, lá vàng vô cốc lá xanh rơi một tuần đi đứng ngầm, cây có hờn đất gió xa xôi gió xa ai thôi tới, lá đi cần buồn lá vừa được cánh xinh tươi chim chóc về chưa nắng buồn đời, gió bão bùng sao đã xanh rơi lá xanh đi tội lỗi để lá vàng thương khắp đầy vơi, ngày nào tìm ra niềm vui cho cành xưa lá đông trôi, cũng là ngày mẹ Việt Nam tôi không còn khóc đất con lội trôi, gió đừng gieo vào tôi rơi cho tiếng trần gian sống được dài, cho lệ sầu tắt biến đi thôi, lá xanh xanh màu mới cho lá vàng người cõng mà thôi. Lá vàng đang khóc đấy vì lá xanh ngọt chưa nổi, mà lá xanh có người tưới nước nó sẽ rụng bây giờ, cho nên bài này hát không phải là người chết đâu, chưa là chết, cho nên cầu mong gió đừng thổi nữa để cho cái trần gian sống được nhà, có nghĩa là quý vị phải vươn lên, lá non hiện giờ đang thiếu phân thiếu nước cần phải có người chăm bón nó, phân ban biên giới có bộ phận và những người chị này đầy đa năng, đêm không ngủ được, ngày ăn cơm chỉ đôi chén thôi nhé, suy nghĩ để làm sao đó cho em mình có con đường qua. Và thưa quý đệ, tất cả các quý vị ngồi đây đừng buồn nhé, nói về thôi chứ đừng buồn, đừng trách người ơi. Chị mình cũng là tan nát cõi lòng đấy chứ, cũng đau khổ lắm chứ, nhưng mà tại vì chị mình ít lời cho nên cũng chẳng thấu đến trời xanh. Thôi thì các con, trẻ không qua già lũ lẫn, các con sẽ người khôn hơn, tìm cho mình một lối thoát đến với giáo hội trong niềm tin quan nghị, để cái ngày sẽ nâng bước chân của chị đi dục tiệc. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt hôm nay đầy đủ của chú Minh Đề và giây phút thiêng liêng này. Có lẽ trước khi, sau khi như Minh sẽ nói xong vài vài câu nữa, chị này có thơ lắm, thơ rất là lai láng đậm đà tràn đầy như là nước sông Hồng, nói hoài hết đâu, nhưng mà thời gian không cho phép, và bây giờ chúng tôi xin chị như Quang Minh cho đệ tử của mình chuẩn bị để chân lời tất bật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức ni, kính bạch quý vị trưởng, quý vị sư, quý sư cô cùng chư tôn đức hành giả an cư kiết hạ. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm Mậu Tuất, tại chùa Bình Quang, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chúng con được sự chỉ giáo của quý vị trưởng, quý vị sư phân ban ni giới, cho phép chúng con và toàn thể đạo tràng Phật tử các chùa tại các tự viện thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước và Bình Dương được theo đoàn viếng và cúng dường các trường hạ tại các tỉnh miền Trung. Kính bạch chư tôn thiền đức ni,
chúng con biết rằng sau ngày lễ đón mừng đại lễ Phật Đại Giác Thế Tôn ra đời, muôn hoa đua nở, trong đầm sen hoa khoe màu nở rộ là báo hiệu mùa an cư biết hạ trở về, đã trở thành truyền thống của người Việt Nam. Như vậy, chư tôn hành giả khắp nơi trong tỉnh thành hân hoan trở về tại trụ sở để chuẩn bị 3 tháng an cư tiết hạ, trao dồi trí đức, thúc liễm thân tâm, thực hành tam vô lộ học, tu hành giới định tuệ. Giờ đây trong phong cảnh trang nghiêm, chúng con nhìn lên chiêm ngưỡng oai nghi của đấng đại hùng, đại lực, đại từ bi, rồi chúng con được kính ngưỡng trong màu huỳnh y của chư tôn thiện đức mà lòng lại càng khâm phục. Hạnh phúc thay giáo pháp trường tồn, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Kính bạch chư tôn thiện đức, thời gian này cũng là thời gian có chúng thuận duyên cho chúng con, hàng Phật tử chúng con có cơ hội gieo trồng ruộng phước. Người Phật tử tại gia chúng con vâng theo lời Phật dạy và các chư tổ thực hành pháp cúng dường, nên chúng con với tấm lòng thành sẵn sanh lễ mòn chút ít tình tài tình vật dâng lên cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát và sau cũng dường chư tôn đức hành giả đang an cư niết hà. Kính mong chư tôn hành giả từ bi hoan hỷ nạp thọ cho chúng con được ân viên công đức. Chúng con nguyện cầu chư Phật gia hộ cho chư tôn đức, quỷ lý trưởng, quỷ lý sư, chư tôn hành giả pháp thể kinh an, tuệ tâm thường chiếu, cường trụ ba bà, để dìu dắt chúng con cùng chúng sanh trên bước đường tu giác ngộ giải thoát. Kính chúc quỹ đạo tràng Phật tử thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, thành công trong tuổi công tác công việc. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Bát Đại Chứng Minh. Hôm nay thì trong cái việc đó, cho nên chúng tôi đã có thì in chiếu của gọi một sách để tâm tình gọi là một chút, và thứ hai nữa là trong vô tư hôm nay các cửa vấn đề từ xa gần đã xuất thần trường thì đến những việc là 250.000 đồng để cho quý vị mua được một cái bộ đồ mặc nha, có chỉ định tiền đi xe. Hơn nữa là bây giờ thương quá không biết nói gì lên, cho nên nãy giờ tôi cũng nói nhỏ với chị nãy giờ rồi dứt quán chị em phải đi mua cho được mấy táo nè, nếu mà mua được hôm nay về định ngủ riêng mua cho được, và không những là cho mình chị mà cho cả đại chúng cùng luôn. Và bây giờ thì kính thưa với lại cho sư như và kính đại chúng tôi đây gửi thêm mỗi người 100 đồng với một bịch này. Một bịch này để gọi là tấm lòng ăn vừa ngọt vừa ngon vừa dễ dàng. Thật sự mà chị em chúng tôi cúng như này đó là muốn gửi để góp một phần nhỏ để cho mùa hạ này, ví dụ góp 5.000, 10.000, 50, 30 triệu gì đó để cho mùa hạ mà nó hạ chi nó sung mãn. Nhưng mà ở đây qua tâm tình của những chị lớn tôi ngồi đây nè, nói rằng đâu có dám chia đâu, mà chia thì chị em cũng không dám lấy, để góp phần để quỹ, để khi mà giáo hội có cần gì hoặc là phân ban có cần gì có thôi thì nghe thế thì thôi, nước mắt mà chảy nữa rồi đấy. Thôi bây giờ thì lát nữa mình sẽ gửi đến thêm mỗi em 100 nữa. Và bây giờ chị Thông ơi, cúng dường đến là chị Phong Thơ 15 triệu
để chị đồng ý nè nha. Dạ không thơ đây để không đọc thêm rồi cảm ơn. Dạ A Di Đà Phật. Dạ cúng dường đi, để cúng dường cho quý sư chú đi con. Mọi người nhà thấy là cúng dường đi, chia đi đứng đứng như thế thì sắp xếp đi rồi rồi. Cho sóng xô dù bao tháng ngày, đò vẫn hiên ngang chờ che đàn con vượt qua sóng tố. Đò ơi đò ơi dấu cho buồn vui, đò chờ giọt mưa ươm mầm cây lúa. Đò ơi biến khơi đầy vơi, dù cho bão sông dù bao sóng cồn, đò vẫn kiên cường chờ che đàn con tìm ra hạnh phúc. Và lát nữa thì con đò nhỏ ở đây là vừa bóng chim đi là máy tình đó, con nghe một rồi. Dạ con hai con có đường đi châu Âu về hay là trước đi châu Âu? Xin hai bao gạo với hai thùng mì nha. Chúng ta đường xá còn lại cũng như là cũng xin. Đò ơi đò ơi tháng năm lặng trôi, đò chờ phù sa vun bồi hoa lá. Đò ơi bến giác dù xa, dù cho sóng xô dù bao tháng gành, đò vẫn hiên ngang chờ che đàn con vượt qua giông tố. Đò ơi dấu cho buồn vui, đò chờ giọt mưa ươm mầm cây lúa. Đò ơi biến khơi đầy vơi, dù cho bão giông dù bao sóng. Sống tới hơn 5 tuổi để 3 năm một lần em đến. Ăn thì được lắm mà không tiền mua, ăn thì má mua luôn. Dạ. Đò vẫn kiên cường chờ che đàn con tìm ra hạnh phúc. Con đò nhỏ ngàn đời không. Đò vĩ đại còn đến với đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy. Trên chuyến đò thầy chờ nặng